Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thương mại, âm thương cổ. Thì tiếp tục trong clip ngày hôm nay sẽ là một cái cặp loa đến từ nước Đức. Thì cái lý do như thế này, ngày hôm qua Hối có lên cái clip ở xã hàng thanh lý thu hồi vốn, hàng tồn kho á, thì có nhiều khách lại quan tâm đến những cái cặp loa Đức mà độc đáo, mang cái giá trị sưu tầm. Thì hôm nay Khối tiếp tục phục vụ đến tất cả mọi người một cặp loa như vậy, cũng đến từ một dòng loa của nước Đức, dòng loa cổ Monitor, và hôm nay là cặp loa ITT. Thì những cái cặp loa này nó là thuộc về hàng sưu tầm mà Khối rất là thích đây này. Một hãng thì Khối sưu tầm một món, thì hôm nay là cặp loa như vậy. Thì đúng ra là Khối không có lên sóng vì trong cái mùa này là mùa kinh tế khó khăn, nên là khi bán nó toàn bán giá vốn với giá lỗ nè. Còn hay nói vui, vợ nó vui là vác tiền nhà để bù vào á, nên là nhưng mà được sự quan tâm của rất là nhiều. Cái clip ngày hôm qua Khối lên sóng đã được rất là nhiều khách hỏi và quan tâm, nên là Khối đáp lại tình cảm, thì Khối phục vụ anh em cặp loa ngày hôm nay. Thì xin mời anh em cùng xem nha. Đây nè, cặp loa ITT ha, bên này có tem này, bên kia nó mất cái tem rồi. Đây ITT, dòng này là dòng monitor đây. Đây dòng monitor, đây Khối quay cho anh em xem. Dòng hi-fi monitor ha. Đây ITT B30-45S đây này. Nó một trong những cặp loa rất là hiếm, dùng cái từ hiếm anh em. Nó là loa Đức thì 4 ohm anh em, công suất min là 30W và maximum là 40W ha, peak là 40W. Thì anh em cái cặp này á rất đẹp. Tất cả các mặt nó đều là như thế này này. Anh em nhìn để ý này. Bình thường nhiều cặp loa phía sau này là nó đã đít gỗ thôi, đít bình thường. Đây cặp loa này chưa giật căng anh em nha. Chưa bung luôn. Đây này này. Ở đây người ta dùng đinh bấm này. Cặp loa rất là hay. Thì cái model này nó rất là hiếm anh em. Anh em có thể gõ trên eBay, gõ trên Mỹ để thấy được cặp loa này. Cặp loa này Khối thích đến nỗi mà Khối mua hàng xách tay về luôn anh em nha. Vì những cái món hàng này là thuộc về sưu tầm. Đó, đẹp, xuất sắc và zin tuyệt đối nguyên bản. Nó còn luôn cả cái dây anh em nhé. Còn cái dây này là 2,5m nha. Cái dây 2,5m. Đó, tuyệt vời này. Góc cần là như mới luôn ha. Cái này là không có xỉ ba, không có gì hết á, chỉ có lau sơ thôi. Đó. Các cái dòng loa Đức hầu bỏ tròn rất là đẹp. Đấy, cái này cũng xem. Đẹp ha. Rồi về kích thước thì nó khoảng cỡ gần 50 nè, 46, 47 gì đó ha. Chiều rồng thì nó là tay của Khối là 24 ha. Cũng rất là sâu luôn, chiều sâu rất là sâu luôn. Đó. Thì cặp này nó sẽ phục vụ em nghe acoustic, nghe nhạc rề, nhạc vàng, những cái bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng thôi. Vì dù sao thì bát nó cũng nhỏ em nha. Bát nó trong lòng nó có 16 thôi. 16 xăng. Nhưng mà nó rất là hay. Thì cái cặp loa này anh em tính luôn tiền mua. Tiền mua là 120 đô, đổi ra tiền châu Âu á anh em là hơn 3 triệu nha, 3 triệu. Còn tiền ship về anh em, còn tiền ship về đây. Cái cặp loa này ship, tiền ship hết 4 triệu rưỡi này. Là coi như vốn của mình là 7 triệu rưỡi. Đó, 7 triệu rưỡi. Thì vì nó là sưu tầm thì nói thật với anh em là mình không quan tâm về giá, mà mình thích nó là mình sưu tầm thôi. Thì hôm nay Khôi sẽ phục vụ anh em và bán cho anh em với cái mức giá 5 triệu. 5 triệu anh em nha. Một mức giá được xem là rất là rẻ luôn, vác tiền nhà bù vào đó nha. Anh em nào mà nghe qua điện thoại mà thấy được ưng cái chất âm này, thấy cái thương hiệu này, thấy cái model này thích, thì mình nên sưu tầm anh em. Vì Khối có một cặp này thôi, và không biết có đúng hay không, tại Việt Nam chỉ có một cặp này thôi. Đó là cái lý do ngày hôm nay. Anh em có thể tra về cái mức giá trên cái trang eBay, trên châu Âu, để anh em biết được cái giá trị thật nhé. Rồi bây giờ thì Khôi xin mời anh em cùng nghe thử chất âm. Và Khôi sẽ kết thúc cái clip ở đây luôn nha. Đây Khôi mở lại cái bài đầu tiên. Đây là một cái CD của Hoàng Anh anh em. Hoàng Anh trung chỉnh nha. Hoàng Anh trung chỉnh. Rồi bây giờ xin mời anh em cùng nghe. Có một cái khúc ngâm thơ nè, ngâm thơ ban đầu ha. Qua khúc ngâm thơ mình sẽ nghe được cái chất âm.
Với cá nhân của Khôi thì Khôi thấy nó rất là hay. Còn không biết thì anh em như thế nào thì bây giờ mình cùng nghe thử. Nỗi không muốn dằm xiết bao dài dầu giờ.